Trước đây gia đình tôi sống trong một căn nhà khá hẹp, nhiều tầng ở khu vực Nguyễn Trí Thanh, quận Ba Đình. Đến năm 2008, bố mẹ tôi muốn chuyển nhà đến nơi rộng, thoáng hơn nên đã lựa chọn khu đô thị Sipucha, Tây Hồ. Hồi đó tôi cũng không hiểu vì sao chuyển nhà ra khu vực hoang vu vậy. Tôi nhớ khi đó còn đang học cấp 3, trường ở cầu giấy nên việc đi lại tốn nhiều thời gian. In sâu trong ký ức là hình ảnh đường Võ Trí Công và Lạc Long quân xây sửa ngổn ngang, còn khu Lotte Môn bây giờ vẫn còn là khu đất trống. Sau 15 năm, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của khu đô thị cũng như khu vực xung quanh. Từ khi đường Võ Trí Công, Lạc Long Quân và Vành Đai Ba hoàn thiện, khoảng cách từ khu đô thị đến khu vực trung tâm đã rút ngắn đáng kể. Vì công việc và nhu cầu sinh hoạt của tôi chỉ loanh quanh khu Tây Hồ nên tôi cảm giác khu vực này giờ như một thành phố thu nhỏ. Từ nhà ra cửa hàng của tôi cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Khuôn viên xanh xung quanh nhà tôi, thay đổi lớn nhất là sự xuất hiện của nhiều tòa trung cư mới, kéo cư dân đổ về ngày càng nhiều. Tất cả các phân khu giờ đều đông đúc, kể cả khu xa xa gần với cầu Thăng Long. Mỗi tòa chung cư đều có siêu thị, khu hồ bơi và phòng gym liền kề. Nhiều lúc rảnh tôi cũng thường dành thời gian đi bơi ở những tòa chung cư gần với khu biệt thự. Khu hồ bơi tôi thường dành thời gian để thư giãn. Điểm tôi hài lòng nhất là ban quản lý và chất lượng dịch vụ tại khu đô thị. Ví dụ như cách ban quản lý điều hành khu dân cư, lắng nghe phản hồi từ cư dân và giải quyết vấn đề nhanh. Trước đây cư dân muốn xây sửa căn nhà khá khó khăn, việc xử lý hồ sơ lâu nhưng sau khi thay ban quản lý mới, tôi thấy họ cởi mở hơn rất nhiều họ còn chủ động thông báo với các nhà có nhu cầu sửa xe